Hello, kính chào quý vị, xin chào các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thoát ra một cái server trên cái mạng xã hội Discord. Rồi, thì đây là cái mạng xã hội Discord. Hiện nay tôi đang ở trong một cái server Huobi Global. Đó. Rồi, thì để thoát ra một cái server mà quý vị đã join vào rồi, thì trước hết quý vị cần chọn cái server đó. Rồi, và quý vị để ý phía bên trên này có dấu tích chữ V này, phía bên trên góc tay trái màn hình của quý vị. Rồi, quý vị chọn vào cái dấu tích chữ V, chọn cái dòng cuối cùng New Server, xác nhận lại một lần nữa Leave Server. Ok, vậy là tôi đã thoát ra khỏi cái server trên cái mạng xã hội Discord. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Quý vị đừng quên đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.